ra khỏi ủy ban nhân dân xã đi bộ ra độ khoảng 5 phút rồi, vài phút rồi thì là nước nó đã ngập như thế này rồi. Và anh em là đang cầm theo một cái que. Đây là những người rất là thông thuộc địa hình ở đây, nhưng mà vẫn phải cầm theo một cái que để thỉnh thoảng là vẫn phải dò, phải dò đường để đề phòng nó có những cái hủm, những cái mà mình nó cái rãnh, hoặc là nó có những cái hủm mới. Có thể nhìn thấy đây là một cái mô hình nhà phao và nó đang phát huy tác dụng rất là lớn trong lũ. Vui lắm. Chào chú ạ, chào anh ạ. Đồng đội của tôi khi mà đi ở trên trên thuyền thì cứ tưởng là đang đi trên hồ,
À, cho nên là có một bạn ấy hỏi là thế chỗ này khu vực này toàn hồ phải không ạ? Thì các thầy cô mới nói cho biết là không, bình thường nó đang là đồng lúa, nó đang là sân bóng, sân cỏ đấy, và là những con đường đấy. Đấy, cho nên là chúng ta đang thấy đây, bây giờ chỉ cần đến đây thôi là đấy, nếu mà không muốn nước thì chỉ có ngồi lên thuyền mà đi thôi. Và đây là hôm nay là nước đã rút rất là nhiều, bây giờ là cuối giờ chiều của ngày 21 tháng 10 mà nước đã rút rất là nhiều rồi. Anh ơi, bây giờ là còn cái chỗ sâu nhất là bao nhiêu ở mình? Ở đây còn tầm 2 mét rồi. 2 mét, còn 2 mét nước. Thì ngày hôm qua thì là 3 mét. Bây giờ chúng tôi đang tiếp cận rất là gần nhà của cháu Tú, một bạn học sinh lớp 2 đã không may bị đuối nước trong khi mà ngồi ở hiên của cái nhà phao của gia đình, và cháu là đã rơi xuống. Cháu rơi xuống một cái khu vực nước rất là sâu, đó là khoảng 3 mét. Cháu vừa mới mang áo phao cho các bạn gì đấy, và có một cái chút cái hàng cứu trợ cho bà con nhóm này rất là tiếc, tiếc của cái câu chuyện chúng em có một chút gọi là mong là gia đình nhận và để lo cho cháu nó được chung toàn. Đây này, đang ở cái hiện tại rất nguy hiểm. Dây điện. Cẩn thận nhá. Bọn chị đang bị đuối qua dây điện đây này. Bạn còn có làm cách nào không nhỉ? Hay đội cái gì lên đầu không không em ơi? Không, điện thì cắt rồi, không lo. À, nhưng mà cắt rồi à? Vâng. Việt Nam ơi, Việt Nam. Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Cánh đồng non chìm dưới nước đục.